Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ chủ đề nói về 5 năm hạn hán xảy ra, bầu trời khí quyển nó đà nóng rang. Tiết Già chia sẻ bài này của một vị mà gọi là ẩn danh đó các bạn, vị này đã tu đắc đạo rồi. Vị này chia sẻ cái bài để lại cho chúng ta cũng như là cùng nhau tu tập Tiết già chia sẻ để các bạn cũng như là à, để dành cho những bạn nào mà giống như có hoàn cảnh giống như Tiết già vậy nè Thì mình để dành phước lại mà mình xài trong cái cơ chuyển biến Bởi vì sao? Mình không có chắc là mình có phước nhiều đúng không các bạn? Tại vì chuyển đổi qua cái chu kỳ an lạc á Thì nên phải lọc lừa xem cũng như là con rồng cháo tiên có thật sự buông bỏ chưa đó, nhiều khi cái miệng nói buông bỏ nhưng mà mình chưa có thật sự buông bỏ cho nên kỳ này là một cái kỳ mà gọi là tiếp tục mà hạ lọc lừa nữa tại vì mỗi lần mà hạn hán xảy ra các bạn biết không là đói khổ tới nơi thiếu nước trồng cây nè mà trồng cây thì trồng rau nó chết hết nó không có còn cái sự sống nó rất là khó khăn nó còn nếu như mà mình biết đến cái con đường tu tập thì mình tích trữ được cái phước báo thì coi như mình có ăn có mặt trên trần gian Tiết Gia chia sẻ thật là kỹ nha các bạn nếu mà chưa thật sự buông bỏ mà còn ham mê trần thế nữa thì lực thế gian không ai cấm nha các bạn không ai cấm mình hết mình cứ ăn xài à, thoải mái luôn đó là Tiết già chia sẻ tại vì coi như là mình muốn tích phước cho nên mình coi như là mình mới buông bỏ để mình tu nó tức là ráng tạo phước để được mà hả mình có ăn có mặc để mình hả có được cái chén cơm nên trần thế còn hết phước á là đừng than đừng khóc nha các bạn vì cái sự hạn hán kéo dài nên á, cũng như là qua màu á là sự sống rất là khó khăn nè là tất nhiên là mình phải để dành tiền nó để dành tiền coi như là mình xài cho nó lâu dài tại vì nếu như mà mình hết phước á thì tiền nó cũng đi luôn các bạn thấy không có nhiều người á người ta ăn chơi xoa đỡ xong rồi á các bạn biết không một thời gian ngắn thôi là người ta sạch sẽ không còn một cái gì hết tức là nó hết phước rồi thì tiền nó cũng đi luôn rồi cũng một người người ta cũng ăn chơi như mình bình thường mà tại sao người ta càng ăn chơi mà lại cũng như là người ta càng giàu sang phú quý các bạn có thấy cái này rất là lạ không có nhiều người á Người ta giống như là đi nước ngoài Đi du lịch như là đi chợ luôn Nhưng mà tại sao tiền người ta vô như nước Còn mình đi có một hai chuyến du lịch Là về mình sạch túi rồi Đó là tiết già chia sẻ Để các bạn nhìn như vậy Các bạn cũng đủ biết là Người có phước nó khác Cho nên tiết già chia sẻ Để nếu như mình biết rằng á Là mình không có đủ phước Thì mình bước tới đường tu để mình tìm phước báo đó các bạn nếu như á, mà con người chúng ta mà khi mà cạn kiệt cái đồng ngân rồi thì tu vẫn kịp nha các bạn khi mình cạn kiệt không còn đồng nào hết là mình biết mình hết phước rồi đó nha là mình hả coi như là nhanh chóng tu liền để mình tích lũy cái phước báo tuy rằng nó trễ nhưng mà nó còn kịp nó còn kịp còn hơn là à, những người mà kiểu như rất là lạ nè không chịu tu mà ngồi cứ than thân trách phận các bạn có thấy những người như vậy không nó cứ than nghèo than khổ than đói than thiếu thốn mà không chịu tu tại vì trong kinh có câu á là lòng đừng so thiệt tính hơn ngày đêm than thở dạ hờn ích chi không có lợi ích gì các bạn thấy có cái người nào mà ăn chơi cũng như là xa đọ xong rồi ngồi đó mà than thở xong rồi à, rồi tự nhiên mà hả lại coi như có phước đâu không có phước nó phải tu coi như là mới có phước đó là tiết già chia sẻ để các bạn biết rằng là sắp tới đây coi như là hạn hán xảy ra là coi như là hả nó nóng bức nó làm cho mình rất là khó chịu bực bội coi như cái sự tính toán làm ăn của mình nó cũng thua thiệt nữa các bạn nếu như á mà mình muốn có lợi ích thì mình phải tu nó phải tu mới có được lợi ích nè cái lợi ích này nó cũng từ ở trong phước báo ra các bạn cho nên á tu mình mới có được an lạc thật sự chứ còn như là đi nhậu nhẹt nè sai xưa nè quánh bài cờ bạc gì đó không biết các bạn thấy có an lạc không không có an lạc đâu nó rắc rối vô cùng luôn cái người mà nếu như mà hạ buông bỏ hết đi rồi càng tu cao thì cái khối ngân hàng nó thật nó cao ngất ngưỡng luôn các bạn bởi vì các bạn thấy nhiều mà nhà giàu người ta cũng như tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi người ta có phước báo cho nên cái ngân hàng của người ta cao ngất ngưỡng luôn vì người tu là họ cũng như là họ chỉ có tốn tiền gì tương rau đầu hũ thôi không có xài cái gì hết luôn á các bạn nó tiết già coi như không có suy nghĩ gì luôn á không có suy nghĩ tới cái chữ xài tiền nha chỉ có chừng nào mà hết thức ăn là chạy đi mua rau tương đậu hũ gạo rồi xong rồi về chỉ có nhiêu đó thôi nói vì đa số người tu á là họ không có thích giao du nữa nè giao du mà với bạn bè rượu chè cờ bạc trai gái là họ không có hợp họ rất là ghét luôn nó làm cho họ hao tài tốn của thêm cho nên người tu người ta không có thích nha các bạn rồi cái sở thích của người tu á là chỉ muốn sống một mình hả nếu mà có bạn á thì á phải là bạn đạo để họ có thể cũng như là đàm đạo họ chỉ thích say mê mùi đạo rồi họ không có còn giống như là nghĩ đến cái mùi đời nữa tại vì cái mùi đời coi như là những cái men sai giả tạo cũng như mà hả khi mà mình bước vô cái con đường đạo rồi á là họ là người đã hiểu ra đã giác ngộ đã hiểu thông cái cõi thế gian là cái cõi tiếng quá nó mà hả không tu thì làm sao mà tiến được. Các bạn thấy không? Mình chia sẻ và phân tích để các bạn hữu duyên mà nhanh chóng bước vào đường tu để kịp chịu đựng cái thời tiết mà gọi là khắc nghiệt á tại vì cái thời tiết khắc nghiệt á là khi mình có phước báo tức là mình có cái ngân hàng ngất ngưỡng rồi thì coi như là hả mình dù cho trồng rau mà nó có thất mùa đi nữa mình cũng vẫn còn tiền để mình có được cái sự sống tiếp tục đó các bạn tại vì coi như là ngoài mà gọi là cái hạn hán á là còn những cái cơn bão của năm thình nữa nha các bạn nó nhòi coi như là hả mình hả không biết trốn ở đâu luôn á các bạn mà gặp thình này là thình quả nha các bạn nên nó đốt cháy nó tiêu tan sự nghiệp cho những ai hết phước đó các bạn thấy không rất là thương nó cảnh trần này á là đang đi vào gọi là gì tan thương nên các bạn phải ráng ăn chay niệm phật nó chỉ có nhiêu đó thôi đó các bạn là mình cũng được an lạc thật sự rồi đó vì sao vì sắp tới đây nè các bạn biết không còn cũng như là rất nhiều cơn mà biến chuyển nữa nha các bạn liên tục luôn nó dạng linh hấp hối trần hồng ngủ say không nhớ bà ông ai người còn những cái trận mà mê man các bạn biết những cái trận dịch là nó cũng sắp mê man rồi đó cái dịch nó tấn công mình là coi như là mình nằm hả mình đau khủng khiếp luôn á các bạn ai mà coi như là bị cái trận dịch đó cũng bị hả mệt mỏi mà nó đau mà nó nhức đầu mà nó mê man nó rất là kỳ tiết già cũng đã bị cái trận dịch đó cũng hả đã dính rồi mà tiết già không có đi khám ở nhà coi như là uống thuốc cảm bình thường và niệm phật thôi nó rất là khủng khiếp luôn nó mê man rồi đó các bạn cho nên nó không gian á là mây ám đạm trôi đó các bạn kỳ này những cái gì mà giống như là người ta đã tu hành đắc đạo rồi người ta để lại những cái lời khuyên tu nha các bạn chứ không phải mà để lại những cái lời mà giống như để cho mình sợ tại vì mình sợ cũng không có tránh được cho nên nó sắp tới đây á là hạ bảy ngày mà đen tối không ngày trăng sao đến đây ai thấp ai cao Hàng tu chánh pháp phát hào quang ra, các bạn không có còn sợ ai tu giả tu thật nữa kệ người ta, ai tu giả cũng được, ai tu thật cũng được nó khi mà đã coi như mê man bất tỉnh rồi thì cái người tu giả là tự nhiên nó tiêu diệt thôi tu đúng pháp là tu như thế nào tu buông bỏ tu không có xài của thế chỉ có tự thực kỳ lực tức là hả xài cái đồng tiền của mình làm ra mà xài hoặc là mình hả, giống như tu theo hạnh đầu đà là mình đi khất thực giống như là mình chỉ có nhận cái thức ăn thôi chứ không nhận tiền nữa các bạn đó là tiết già dạ học và chia sẻ để các bạn nhìn thấy rằng là từ đây sắp tới coi như là cái hàng tu chánh pháp hay là tu giả là hả nó lộ ra hết các bạn ơi tại vì bên trên á, là tiên phật ta bà thấy hào quang đó đưa qua cứu mình đó khi mà mình thật sự mình tu cũng như là mình không có còn mà giống suy nghĩ gì cái chuyện thế gian nữa thì lúc này á là coi như cái hào quang nó mới tỏ ra mình mới được cứu đó các bạn ở đây gần như là những cái trận dịch mà giống như vừa qua mà có thể nó hơn như vậy nữa ai còn ai mất ai được cứu là để đi tiếp nè đó các bạn thấy không nó coi như sàn xảy liên tục luôn không ngừng nghỉ tại vì qua mà cái thời thượng quân thánh đức là rất là đẹp rất là cũng như là nó an nhàn nó thanh bình nó cho nên ha, mình phải chịu cái trận sàn xảy tiếp tục và tiếp tục để mình mới được sống cái cõi mà gọi là thanh bình đó các bạn Tiết già chia sẻ để các bạn ráng tu đi vì có phật sinh ân xá nam bang con dân chánh pháp hào quang chu kỳ ai tu chánh pháp trí tri trời cho ân xá tam kỳ được qua đó các bạn thấy chưa cho nên bây giờ không có bàn cãi mà ai tu giả tu chánh gì nữa hết người nào mà tu xạo ráng chịu đó là tiết già chỉ có chia sẻ thôi mỗi ngày mình phải ráng tinh tấn tu hành tức là mình tu trong cái giờ nào mà mình cũng như rảnh ra đó các bạn đi đứng nằm ngồi bất cứ giờ nào rảnh là mình tu rất là dễ nó mà cũng hả giống như những bạn nào mà chưa kịp thuộc kinh bởi vì cái thời kỳ nó đã gấp rút rồi thì các bạn lục tự di đà nha các bạn nó nam mô a di đà phật nó trong tâm cứ đi tới đi luôn vậy người ta đâu có biết mình cái gì đâu mình cứ làm thinh hoài à, đúng không các bạn mà trong tâm mình niệm nam mô a di đà phật cho nên hả mình hãy dần dần mình được gì mình được giống như là cái sự mà ân xá nam ban nè để phật xin cứu độ cho mình để qua những cái thời kỳ mà giống như dịch bệnh gì đó các bạn là mình được qua mỗi trận như vậy là các bạn thấy là các bạn được có như một cái phước qua rồi đúng không nó tiếc già cũng xin kính chúc tất cả các bạn qua hết những cái cuộc sàn sảy để qua luôn những cái trận mà hạn hán để các bạn có được cái sự sống trên trần gian để tiếp tục hành đạo để hả trên cái con đường chánh pháp mà mình được gặp thời mà thượng quân thánh đức video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.